Cái nhạc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Malaysia. Như vậy là hiệp thi đấu thứ hai đã chính thức quay trở lại với rất nhiều người hâm mộ của bóng đá Việt Nam. Và kính thưa quý vị, trải qua 45 phút đầu tiên diễn ra cực kỳ căng thẳng, cả hai đội đã tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm, nhưng chỉ mỗi Việt Nam của chúng ta mới là đội đã có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Quang Hải sau đường kiến tạo tuyệt vời của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Nếu như Quế Ngọc Hải nhận điểm 10 trong pha kiến tạo thì Quang Hải cũng xứng đáng có số 10 điểm cho pha dứt điểm lạnh lùng, táo bạo và mang đến bàn thắng dẫn trước, và bàn thắng duy nhất ở thời điểm hiện tại dành cho những cầu thủ của chúng ta. Chúng ta xác định sẽ có một quả đá phạt.